Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fboy Channel. Mình đang có ở đây là một cái sản phẩm mà được anh em chờ đón rất là nhiều, con Poco F4. Và có lẽ đây là một trong những cái video review về cái sản phẩm Poco F4 đầu tiên tại Việt Nam. Với cái sản phẩm Poco F4 này thì mình thấy rằng nó có rất là nhiều cái sự nâng cấp so với Poco F3 này, cũng như là cấu hình và trải nghiệm của nó thì phải gọi là vô đối trong tầm giá luôn. Cụ thể nâng cấp như thế nào, cấu hình trải nghiệm ra sao thì ngay bây giờ, không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu đánh giá về em Poco F4 này nhá. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này thì nếu bạn nào mà quan tâm về sản phẩm Poco F4 với mức giá tốt nhất, hãy tham khảo nó ở trên Lazada. Tại vì hiện tại Poco F4 đang mở bán độc quyền ở trên Lazada và anh em mua trong đợt này thì sẽ được giảm giá tận là hơn một củ khoai. Cụ thể mức giá là 8.990 sẽ được giảm chỉ còn là 7.989.000 mà thôi. Và nếu các bạn muốn lựa chọn option có cao hơn, RAM 8GB thì mức giá sẽ là 8.989.000 nhé. Nói chung là nó đã quá thơm so với những gì mà chúng ta nhận được rồi. Điểm đầu tiên là với con Poco F4 này, nó nâng cấp cực kỳ nhiều về phần thiết kế khi mà so với sản phẩm Poco F3. Và con Poco F4 này theo mình thấy rằng đây sẽ là một cái phiên bản chỉnh sửa nhẹ, một cái phiên bản thay đổi nhẹ của con Redmi K40S đã xuất hiện tại thị trường Trung Quốc khoảng tầm cách đây khoảng tầm 3-4 tháng. Và mình cũng đã có review cách đây vài ngày cho anh em. Thì với con Poco F4 này thì các bạn sẽ có một cái thiết kế, cái form kiểu giống như là mấy con Redmi Note 11 Pro hay là Poco X4 Pro 5G các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình 6,67 inch. Các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD Plus. Và đương nhiên đây sẽ là một cái màn hình AMOLED và các bạn sẽ có tần số quét là 120Hz. Điểm mình thích ở cái phần màn hình này ấy, là viền của nó rất là mỏng các bạn ạ. Với tầm giá như vậy và với cái phần viền màn hình như này thì mình thấy rằng là không có gì để chê trên cái sản phẩm Poco F4 rồi. Và nói về cái phần camera đục lỗ bên trong màn hình thì con Poco F4 nó cũng có một cái phần camera đục lỗ siêu nhỏ luôn. Nó nhỏ hơn rất nhiều so với con Poco F3 và những dòng sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Nói chung là về phần màn hình này thì mình đánh giá rằng khả năng hiển thị của nó ngon này, màu sắc ok này, độ sáng thì rất cao. Mình mà sử dụng ngoài trời hay trong nhà thì cũng chỉ ở cái mức khoảng tầm 50-70% là quá ok rồi. Dùng ở điều kiện ngoài trời các bạn bật độ sáng auto lên, con này có thể max ping khoảng tầm hơn 1000 nit theo như thông tin mình tìm hiểu thì phải. Nói chung là về phần màn hình này thì mình đánh giá phải nói rằng là rất tốt, ở trong cái tầm giá loanh quanh khoảng tầm là 7-8 thậm chí là hơn 10 triệu thì cũng hiếm có những sản phẩm nào có thể vượt qua được sản phẩm này về cái yếu tố màn hình, trừ một vài dòng điện thoại đến nhà Samsung. Ok, về cái phần viền ấy thì con Poco F4 các bạn sẽ có một cái phần viền mà theo như thông tin nhà sản xuất cung cấp thì cái phần viền này được làm từ chất liệu là nhựa, và có rất là nhiều reviewer đánh giá cái phần khung viền này của nó được làm từ chất liệu là nhựa. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình có một cảm nhận khác về cái phần viền cho những con như là Redmi Note 11 Pro Plus hay là con Poco X4 Pro hay là con K40S hay là con Poco F4 đang có trên tay mình ở đây. Mình cảm giác rằng nó làm được từ một cái chất liệu hợp kim chứ không phải là chất liệu nhựa, vì cái độ chắc chắn này rồi cái độ cứng của nó khi mà mình test ấy, thì cái phần viền này nó cứng hơn rất nhiều so với những cái phần viền nhựa thông thường mà chúng ta thường dùng. Và với con này thì nó cũng sẽ dùng cái kiểu thiết kế viền vuông trên những con điện thoại như là mình đã kể tên nhé. Còn về phần mặt sau ấy thì các bạn có thể thấy rằng con này thì phải gọi là cực giống con K40S luôn. Về cái yếu tố đó chính là hoàn thiện này, thiết kế mặt lưng ấy y chang luôn các bạn ạ. Mặt lưng của con này thì cũng có phiên bản màu đen bóng tương tự như là con K40S. Cái phần mặt lưng này mình khẳng định là, xin lỗi các bạn, là trong video trước thì mình nói rằng nó được làm từ chất liệu nhựa nhám, nhưng mà không phải, con này thì nó vẫn là chất liệu nhựa bóng, cực bám nhiều mồ hôi dấu vân tay. Và có một cái điểm hay ấy, là cái bề mặt lưng này này các bạn thấy không, cái âm thanh này đó, nó được làm từ chất liệu là kính. Theo mình trải nghiệm, theo mình cảm nhận thì nó gần như được làm từ chất liệu kính, nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ bền bỉ hơn, sang trọng hơn. Cụm camera thiết kế y chang con K40S, các bạn sẽ có một cụm camera bao gồm là 3 ống kính. Con K40S thì nó sẽ có cam chính là 48 chấm, cũng có chống rung quang học, cũng có đó là cái quay 4K 60. Con này sẽ được nâng cấp nhỉnh hơn với cảm biến là 64 chấm đến từ nhà Sony. Các bạn sẽ có camera góc rộng 8 chấm, các bạn sẽ có camera macro ở đây. Và với cụm camera này thì các bạn vẫn có tính năng là chống rung quang học OIS, rồi quay video 4K 60fps. Thì đây là những tính năng rất cao cấp mà trên những con điện thoại cùng tầm giá nhé rất khó có thể có được. Nói chung là con Poco F4
thực sự mình thấy rằng là cái sự nâng cấp về phần thiết kế nó nhiều. Nhưng mà về cái phần trải nghiệm cầm nắm thì đối với cá nhân mình thì mình lại không khoái lắm. Kiểu như là với những chiếc điện thoại mà cái phần viền của nó hơi vuông vuông như thế này đó, những cái góc cạnh của nó sẽ hơi bị vát vát một chút xíu như thế này, thì khi mà cầm vào tay ấy, thì nó sẽ không được sướng lắm. Đối với cá nhân mình thì mình vẫn thích cái cảm giác cầm nắm của cái sản phẩm là Poco F3 hơn, vì nó bo, nó ôm tay và cho mình một cảm giác cầm nắm trải nghiệm của nó ngon lành hơn so với sản phẩm Poco F4. Đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Còn nói về cái phần bên trong thì con Poco F4 đang có trên tay mình ở đây, nó đang chạy cho mình cái giao diện là MIUI 13 được tùy biến trên cái phiên bản Android 12. Đây là một cái sự update rất là lớn, tại vì với những dòng sản phẩm điện thoại đến từ nhà Xiaomi ấy, thì họ rất là lười update phần mềm, mà chủ yếu họ update cái MIUI thôi. Đó, tức nghĩa là có một số máy trước phiên bản MIUI 13 thì vẫn là Android 11, update mãi vẫn là Android 11. Nó còn con này thì xuất xưởng cầm trên tay mình ở đây đã có Android 12 rồi, sẽ là một cái điểm cộng rất lớn. Với chiếc máy này thì sẽ chạy một cái giao diện gọi là Poco, tức nghĩa là chúng ta sẽ có một cái giao diện vuốt từ dưới lên để show ra cái phần app ở đây. Còn với Xiaomi thì chúng ta có thể tùy biến được là vuốt trái, vuốt phải, show hết ứng dụng ra màn hình chính hoặc là kéo từ dưới lên. Nói chung là đối với cá nhân mình thì cái giao diện này không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là trái tim bên trong nó vẫn sử dụng hệ điều hành MIUI, nên là có thể khi mà chúng ta sử dụng thì nó vẫn gặp một số cái lỗi nhất định. Yếu tố cấu hình là một cái yếu tố rất là mạnh trên cái sản phẩm Poco F4. Con này nó vẫn giữ nguyên cấu hình của sản phẩm Poco F3, thì mình thấy rằng là như vậy thì cũng không có gì là sai trái cả. Và mình thấy rằng trong tầm giá khoảng tầm 7 đến 9 củ khoai thì con Poco F4 này nó sẵn sàng và sấp mặt mọi đối thủ ở cái yếu tố là cấu hình trải nghiệm về phần hiệu năng rồi. Tại vì căn bản nếu như các bạn muốn tìm kiếm một con chip Snapdragon 780 đó, và với mức giá rẻ thì rẻ nhất anh em cũng phải bỏ ra số tiền đâu đó loanh quanh khoảng tầm 14-15 triệu chưa chắc đã có được. Còn với chiếc máy này chỉ cần 8 triệu, 9 triệu anh em đã có rồi. Và đương nhiên so với những đối thủ trong tầm giá của nó như là Snapdragon 778G, Dimensity 900, Dimensity 920, rồi một vài con như là Snapdragon 695G các kiểu, thì mình phải nói thật các bạn luôn, không có tuổi để so sánh với con Poco F4 này về cái phần hiệu năng đâu. Con này cũng được trang bị một cái option cấu hình RAM ROM tối thiểu khá là tốt, đó là 6/128, thì như vậy mình thấy cũng đủ dùng rồi. Anh em nào mà không có quá nhiều tiền thì mua phiên bản này, không cần mua phiên bản 8/256 làm gì. Còn nếu mà dư tiền thì update thêm 2GB RAM và hơn 128GB bộ nhớ trong với mức giá chỉ có một củ khoai thì mình thấy rằng là nó vẫn xứng đáng. Nói chung là với chiếc máy này thì các bạn sẽ có những cái điểm lợi là cấu hình của nó gần như là khủng khiếp nhất trong tầm giá. Trải nghiệm sử dụng thì rất là mượt mà, game ứng dụng này các bạn thấy không? Vào app này, load app này, vào ứng dụng này. Đấy, nó rất là mạnh, nó rất là mượt. Chơi những tựa game như là PUBG, chơi những tựa game như là Liên Quân Mobile thì anh em không cần phải xoắn trên con Poco F4 này. Và thậm chí là chơi cả Genshin Impact trên con Poco F4 vẫn quá thoải mái luôn. Điểm Auto thì khoảng tầm gần 700.000 điểm. Đấy là mình chưa chấm hết sức mạnh của nó đâu nhá. Và mình thấy rằng là wow, trong tầm giá này anh em cần cấu hình thì thôi, tắt video, cút ngay con Poco F4 thông qua đường link bên dưới được rồi. Ok, còn đến với một yếu tố nữa, đó chính là về phần camera. Mọi năm thì camera của Xiaomi 108 chấm này nọ đánh giá rất là căng rồi, có một cái spec rất là khủng khiếp nhưng mà mình đánh giá không tốt. Nhưng với con Poco F4 này thì mình đã phải thay đổi quan điểm lại, là Poco làm đã ngon hơn rồi anh em ạ. Anh em có thể xem một vài tấm hình mà mình chụp chiếc xe Mercedes không phải màu xanh của anh Gugui ở đây, thì các bạn thấy rằng là chi tiết này, màu sắc này, trời đất ơi, phải nói rằng là trên con Poco F4 cái camera của nó đã khiến cho mình cảm giác rằng là nó đã ổn áp trong tầm giá và nó có thể so sánh ngang hàng, thậm chí là nhỉnh hơn so với những đối thủ khác. Đây, một vài tấm ảnh khác mình chụp hoa này, trời ơi, chi tiết này, màu sắc này, mình phải nói thật các bạn luôn là mình yêu ngay, tại vì trong tầm giá như vậy thì các bạn đã có cho mình một cái cụm camera với khả năng chụp ảnh quá tốt, trong điều kiện đủ sáng này, khả năng xóa phông, tách bạch cái chủ thể phía trước và cái nền phía sau này. Wow, camera của con Poco F4 thực sự rất tốt. Đó, đây là một vài tấm ảnh chụp ảnh HDR, chụp ảnh ngược sáng này, chi tiết này, trời đất ơi, màu sắc này, rồi cái phần lá ở ngay dưới nó vẫn là màu xanh này, nền trời màu xanh này, rồi chi tiết ở nhà vùng tối này, quá ngon luôn. Đó, qua một vài tấm ảnh khác này, chi tiết ở cái thanh gỗ của mình này, trời ơi, zoom lên nó quá ngon luôn các bạn ạ. Rồi một vài tấm ảnh khác mình chụp ảnh từ cái phần camera sau, camera góc rộng của nó này, wow, cái nền trời của nó xanh thực sự là nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng như thế này thì mình phải nói thật các bạn luôn là quá ngon. Kể cả là cái trụ phòng cháy chữa cháy này. Đấy, các bạn thấy không? Chi tiết này. Ui,
được thật sự luôn. Và mình cũng đã có thử chụp ảnh trong một số điều kiện khác, ngoài trời này, góc rộng này, các thứ, thì mình thấy rằng là màu sắc và thuật toán của Xiaomi trên phiên bản Android 12 và trên con Poco F4 này nó làm rất tốt các bạn ạ. Chụp ảnh selfie trên con Poco F4 thì mình thấy cũng khá là ổn. Nếu mà selfie với cái camera làm đẹp ấy thì cảm mụn khá là tốt, nhưng mà chi tiết vẫn giữ lại ngon nha. Tầm sau thì mình tắt cái làm đẹp đi rồi, nó sẽ xuất hiện nhiều mụn hơn và chi tiết của nó thì vẫn ok. Nói chung là với cụm camera của con Poco F4 lần này thì mình đánh giá rằng là cái chất lượng chụp ảnh của nó rất là ổn áp. Còn về chất lượng quay video thì sao? Thì anh em hãy xem một cái đoạn video mà mình quay từ con Poco F4 với chất lượng đó là 4K 60fps để xem chất lượng quay phim và thu âm của nó như thế nào nhé. Rồi, test nhanh quay video 4K 60fps trên con Poco F4. Con này thì có chống rung quang học 60fps 4K hẳn hoi nhá. Cùng thử xem là con này thì thu âm rồi chống rung của nó như thế nào. Hiện tại thì mình đang đi bộ. Đấy. Đường thì cũng khá là bằng. Ngoài âm thanh môi trường thì cũng nhiều, lại vì ngay sát đường luôn. Rồi, màu trời này. Đấy. Nói chung là màu sắc là ngon phết đấy. Nói chung là năm nay Xiaomi làm quả cam mà được. Ok, mặc dù là có chống rung quang học OIS nhưng mà về cái chất lượng chống rung thì mình đánh giá rằng là nó cũng không phải là quá căng lắm. Nó cũng chỉ khắc phục được khoảng tầm là 50% so với không có chống rung mà thôi. Và khi mà chúng ta đi quay phim ở chiếc máy này thì mình đánh giá rằng chi tiết đã ngon hơn, màu sắc, khả năng thu âm cũng đã tốt hơn. Và nếu như các bạn đi quay thì các bạn nên cầm chắc tay một xíu nhé. Còn đến với những cái yếu tố khác thì về viên pin, con này sẽ là 4500mAh và viên pin của nó thì không khác nhiều so với con Poco F3 đâu, nên là thời gian sử dụng pin của nó thì cũng gần như là tương đương các bạn ạ. Với con này thì mình sẽ không đánh giá quá mạnh về cái phần pin. Nếu các bạn dùng liên tục thì mình nghĩ rằng nó sẽ dao động khoảng tầm là 5-6 tiếng, nhưng mà điểm cộng là nó có sạc nhanh 67W. Ô, nâng cấp hơn con Poco F3 ở điểm này là quá ngon rồi. Và chúng ta sạc đầy viên pin 4500mAh với sạc nhanh 67W thì nó chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 40 phút mà thôi, rất nhanh. Ngoài ra những yếu tố như là kháng nước nhẹ này, rồi chúng ta có cái yếu tố là loa kép này thì vẫn được tồn tại, và lượng của con Poco F4 này thì nó vẫn rất là lớn. Điểm trừ là không có jack cắm tai nghe 3.5 ở cái phần cạnh dưới hoặc là ở cái phần trên cạnh trên, nên là khi mà chúng ta chơi game này nọ thì phải hy sinh điều này. Và điểm trừ tiếp theo là con này nó sẽ không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng, nên là chúng ta có bao nhiêu ghi bộ nhớ trong thì chỉ dùng được bấy nhiêu mà thôi. Ok, đây là một cái video review về cái sản phẩm Poco F4. Đối với cá nhân mình thì mình rất thích con Poco F4 này. Thứ nhất là mức giá của con Poco F4 phải nói thật các bạn luôn là nó rất là rẻ so với những gì chúng ta nhận được. Cùng tầm giá làm gì có con nào màn hình 120Hz Full HD Plus AMOLED nó ngon như thế này. Cùng tầm giá làm gì có con nào có cái con chip Snapdragon 870 chơi game trải nghiệm rất tốt. Đó, camera năm nay cũng được nâng cấp này, lại có sạc nhanh này. Thực sự mình thấy rằng là con này rất xứng đáng đồng tiền bạc gạo. Anh em nghĩ sao về Poco F4 với tầm giá như vậy? Lựa chọn Poco F4 hay không? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!